sử dụng kỹ thuật của riêng bạn để đưa bạn đến trạng thái ý thức thư giãn. Nêu ý định của bạn sử dụng buổi thiền định này như một công cụ để đồng tạo ra yếu tố kích hoạt, sẽ bắt đầu quá trình của sự can thiệp thần thánh và sự tiếp xúc đầu tiên với các sinh vật nhân từ trong thiên hà. Gọi ngọn lửa tím từ nguồn để tạo ra một vòng tròn bảo vệ xung quanh bạn trong và sau khi thiền định. Yêu cầu nó chuyển hóa bất cứ thứ gì không phục vụ ánh sáng. Phát ra từ mặt trời trung tâm vũ trụ
truyền đến mặt trời trung tâm của tất cả các thiên hà trong vũ trụ này. Tôi ra lệnh và yêu cầu sự tiếp xúc vật lý đầu tiên với các sinh vật thiên hà nhân từ ngay bây giờ. Tôi ra lệnh sự can thiệp của thần thánh ngay bây giờ. Thiên hà nhân từ ngay bây giờ.
tôi ra lệnh sự can thiệp của thần thánh ngay bây giờ. Dùng các sinh vật nhân từ trong thiên hà đáp lại các sắc lệnh này và tiếp xúc trực tiếp với bạn và tất cả những người khác đã đưa ra các sắc lệnh tương tự. Dung nguồn trực tiếp can thiệp vào tình hình trên trái đất, khơi mào cho sự chuyển hóa chữa lành mãnh liệt của nhân loại.
vũ trụ vĩ đại mới của thời đại bão bình bắt đầu, mang lại ánh sáng thuần khiết, tình yêu và hạnh phúc.